Sáng nay, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã làm việc với tỉnh Hưng Yên. Sự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Hưng Yên đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 230.000 người. Trung bình mỗi năm đào tạo trên 57.000 người. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 93%, tạo việc làm mới cho khoảng 97.000 người. Tỉnh đã xác nhận trên 149.000 người có công là liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm và con của người nhiễm chất độc hóa học. Hàng năm tỉnh bố trí trên 75 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và trên 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để thực hiện quỹ đền ơn đáp nghĩa. Với trên 330.000 trẻ em, hàng năm tỉnh chi trên 10 tỷ đồng cho các em, trong đó nguồn từ vận động thông qua quỹ trẻ em là 8 tỷ đồng, còn lại từ nguồn ngân sách. Hiện trẻ em dưới 5 tuổi đạt tỷ lệ phổ cập mầm non đạt gần 100%, trẻ em tiểu học đạt 99% và học trung học cơ sở là trên 99%. 100% xã phường có điểm văn hóa, khu vui chơi cho trẻ, 100% trẻ em từ tiểu học đến trung học cơ sở được tỉnh hỗ trợ 30% bảo hiểm y tế. Tỉnh hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo. Hỗ trợ người già, cô đơn, người nghèo, người không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo. Đầu nhiệm kỳ là 2,52%, năm vừa rồi còn 0,86%, và năm 2024 này dự kiến là 0,66%, và đến 2025 thì chắc chắn là dưới 0,5%. Về cái hỗ trợ người nghèo, cô đơn, ấy, người già không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo thì tỉnh quyết định là nuôi toàn bộ, nuôi trọn đời, tức là chuyển sang bảo trợ xã hội. Thế nó khoảng đối tượng hơn 2.000 người, thì dùng các biện pháp khác để giảm nghèo, cấp cho ngân hàng chính sách 352 tỷ. Để cái số tiền đó được hỗ trợ được những người nghèo và người cận nghèo vay vốn để có khả năng thoát nghèo và không bị số nghèo. Tỉnh Hưng Yên đề xuất Bộ Lao động những vấn đề như việc 218 liệt sĩ chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công, hỗ trợ xây dựng điều chỉnh niên hạn điều dưỡng cho người có công, hỗ trợ xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công và cơ sở cai nghiện ma túy tại Hưng Yên và một số nội dung khác. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận biểu dương tỉnh Hưng Yên về công tác an sinh xã hội, lao động việc làm, chăm sóc người có công, đồng thời giao cho các cơ quan liên quan của Bộ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hưng Yên để giải quyết những nội dung còn vướng mắc, đồng thời đề nghị tỉnh Hưng Yên cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý về quan hệ lao động ở các doanh nghiệp đối với các tổ chức ngoài tổ chức công đoàn Việt Nam. Đối với người có công phải quan tâm mấy chuyện: rà soát ngay toàn bộ 218 trường hợp hồ sơ đang hưởng chính sách. Hôm nay tôi đề nghị công chí trước ngày 30 tháng 12 năm 24, công chí rà soát xong cho tất cả trường hợp này. Còn trường hợp nào còn lấn cấn thì lập hội đồng xem xét công khai minh bạch. Tôi đề nghị về quan tâm đến cái quan hệ lao động. Tôi nói công chí kiểm tra lại, cho rà soát lại toàn bộ các cái quan hệ lao động ở các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đang áp dụng chương trình việc làm tốt hơn, Better Work. Kiên quyết không để phát sinh những tổ chức đại diện hoạt động không hợp pháp. Quan tâm đến vấn đề phòng chống ma túy, vấn đề trẻ em, rồi kết nối cơ sở dữ liệu, liên thông cơ sở dữ liệu, số hóa toàn bộ hồ sơ. Trước đó, đầu giờ làm việc buổi sáng, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.